Anh Giang, em còn có 2 triệu mấy trong người à. I don't care. Thiệt nè, có gì lấy tiền à. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi. Mọi người thấy uống sinh tố không? Hay ăn món gì khác rẻ hơn không? Ủa, 3 triệu mấy thì phần thiệt hả? Nếu là anh là cái chân em nó rung rồi. Rồi, đặt luôn đi. Miu là một cô gái rất kỹ lưỡng, bởi vì trước khi ăn bất cứ một loại trái cây nào thì cô ấy sẽ chùi cái loại trái cây đó thật là kỹ. Ví dụ như là bây giờ là dưới bàn của Miu có giấu một hộp nho. Mọi người ai mà nhìn em cũng nói là sẽ biết gu của em là chuẩn chạc, là trưởng thành, là thành đạt hết trơn. Ngay cả cái chị quay hậu trường chị cũng nghĩ vậy nè. Đúng không chị? Thiệt luôn. Vui. 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 Anh nghĩ là anh Huy. Anh Huy nào vậy anh? Anh Huy mà làm cái gì nhanh như chớp á. À, Trần Anh Huy á hả? Trần Anh Huy. Vậy là anh đánh giá gu em là vậy hả? Có ai ăn xúc đi cá hải sản không? Dạ em ăn. Chào anh Giang. Cá thêm bà Vương. Rồi, đây mình hỏi mày chứ thêm. Ai ăn chưa đây? Em. Nghệ sĩ thôi. Em. Sản xuất ăn cho người ta tốn tiền. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phần. Đổi lại không lấy sinh tố nữa. Ở đâu? Địa chỉ. Đây dạ đó chị. Không, em gọi bạn em đi. Rồi lát. Lát. Miu quản lý em đâu? Quản lý em đâu? Không cần quản lý em luôn. Tự trả tiền luôn. Rồi. Ngọc, đặt đi Ngọc. 6 phần. 6 ngày sĩ đó. Miu đâu ăn nó làm sao nuốt nổi. Ơi, chị dạ nói chú Giang ơi. Sao ra? Mày ai phần cái má mày mua. Phần gì vậy? Sinh tố hả? Không, không bỏ. Gì đó, dạ, con ngon ngọc nó sinh tố không? Sinh tố còn hướng. Ừ, nhiều cái sai nổi. Sao chị không? Cái đầm kia đâu anh? Cái đầm kia đâu? Không, nhưng mà bọn người hay sinh tố. Ờ, hai cái nó giúp chị coi nha. Ờ, cả hai luôn. Cả hai cái gì chưa? Không, không, không. Một món thôi. Tại sao ép nhỏ vậy? Bọn ngư thôi, khỏi sinh tố. Bọn ngư tốn tiền quá. Em có ăn không? Bọn ngư bao nhiêu một? Còn sao lúc anh sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Anh Vinh đâu có ăn đâu không? Anh Vinh đâu có ăn gì đâu đúng không? Có chứ. Nguyên cá hả? Ủa của ai vậy? Anh của Du. Ôi giời ơi. Cảm ơn, mình cảm ơn Du liền đi. Cảm ơn Du nha. Đâu, em không có nói gì đâu. Cảm ơn chị Du. Chị Du. Chị Du hả? Chị Du à? Chị quá chị trời cái lịch của chị mà em mập thêm em rất là thích. Dạ mọi người ơi. Chết rồi không biết đủ tiền trả. Một quay một là hai. Là hai trên hai là bốn. Là bốn một là năm. Anh Giang em còn có 2 triệu mấy trong người à. I don't care. Thiệt nè. Có gì lấy tiền à. Chẳng hiểu em cứ níu kéo vô vọng làm chi. Mọi người thấy uống sinh tố không? Hay ăn món gì khác rẻ hơn không? Ủa, 3 triệu mấy thì phần thiệt hả? Thôi, bắt cái gì cỡ... Trời cái gì? Gì cái gì cỡ mấy trăm triệu thôi. 3 triệu mấy 1 phần hả? 3 triệu mấy 1 phần, 7 phần là bao nhiêu? 3 triệu, còn ác lắm á, ác lắm Ngọc, ác lắm. Nếu là anh là cái chân em nó rung rồi. Rồi, thôi đặt luôn đi. Hai mấy triệu đối với Miu bán cái đầm về lời rồi. Không phải, cái vấn đề là hôm nay em đi quay không có quản lý. Em chỉ mang có 2 triệu mấy trong người thôi. Có chuyển khoản. Bao nhiêu ta? Chị đã hỏi em giỡn đúng không? Đặt đi, giỡn gì? Ủa? Cái lúc mà em cá cược với anh cái mặt em sao? Lúc đó là em bị anh gài thôi. Không ai gài được em hết trơn á Miu. Trời em trời em thôi. Không ai dụ được em hết trơn á. Trời trời. Những nhưng mà lúc đó anh đâu có nói là anh ăn bầu ngư gì cá đâu. Ở đâu có ngu gì nói. 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 Đặt chưa Ngọc? Biết Ngọc có lừa mình không có gửi tiền không ta? Thiệt á. Đi một chiếc xe 4 tỷ mấy. Ở cái nhà mười mấy tỷ bán cái đầm lời 4 triệu. Trời đất ơi. Một ngày bán 400 cái. Trời ơi thì sao mà ăn đi. Lời dữ vậy? Mày đánh đứng xa xa ra nhìn mày xấu lắm. Hai đứa bằng tuổi lớn, Du chị Du lớn tháng nè. Ồ, đóng kịch là mày đóng vai mẹ luôn chắc luôn á. Nói gì vậy chị Du gì lớn nữa? Hơn em mà. Lớn em mấy tháng thôi chị Du là làm Ủa? Du tháng 10, dạ tháng mấy? Kêu dạ tháng 9. Tháng 9 hả? Vậy là dạ cũng nhỏ hơn chua tháng 7. Thì đó. Em là em lớn hơn hai đứa này hết á. Nhưng mà vấn đề là chua nhìn mặt chị dạ có thể gọi là
Dạ được không? Rồi thì thôi kêu bằng dạ. Nhưng mà mình được ăn di cá bào ngư lần đầu tiên cha sanh mẹ đẻ mới biết con đó. Anh cũng chưa ăn luôn á. Ngon lắm, nó làm sao anh? Hả? Cái mùi vị nó làm sao? Thì lát ăn biết. Nó có mùi biển không anh? Nó có mùi nhang á. Mùi nhang. Ừ. Kỳ á. Dạ ơi em đi làm cực. Trước khi mình ăn là mình tụng cái. Mình tụng. Ô bà mùi gì cắt năm vô mê vô mê vô mê vô mê vô mê vô con. Ủa là anh vô có tiệm bán bào ngư á hả? Trời ơi tinh tế. Ủa tôi không biết. Nè mọi người đang là bao giờ? Không có. Có. Anh đưa tay rồi. Anh kêu 6 phần thì mình là bảy nụ cười xuân thì một nụ là nụ ra tiền đâu ăn. Vậy hả? Ủa Dương không biết gì hết mà cũng order. Thôi mọi người ơi, mọi người ôm Miu ra khác gọi là mọi người ôm Miu gọi là cảm ơn. Cảm ơn em. Không, tức là bây giờ em được nhận, em cũng được biết gì hết. Cảm ơn. Mặc dù có ăn nè, nhanh lên. Và rất vui là ngày hôm nay Miu đã quay trở lại với Thanh Duy trong kiếp vui vẻ. Cô ấy đang cuốn lô, cho nên là ngại đang cuốn lô và ăn rất nhiều, cho nên là ngại lên hình, nhưng không sao. Hello everyone, and welcome to Happy Memories. This is Tan Yui and this is Miyu. We are totally, extremely excited to be here. So, Miyu là một cô gái rất kỹ lưỡng, bởi vì trước khi ăn bất cứ một loại trái cây nào thì cô ấy sẽ chùi cái loại trái cây đó thật là kỹ. Ví dụ như là bây giờ là dưới bàn của Miyu có giấu một hộp nho. Đây là trái nho bình thường. Mỗi lần Miyu muốn ăn hay là mời mọi người ăn thì Miyu sẽ lấy một cái khăn giấy ra để chùi cái trái nho này. Và từ một trái nho thô ráp sần sùi thì cô ấy đã biến nó trở thành một trái nho bóng lưỡng và không tì vết. Ăn xong vẫn chết vì tồn động thuốc từ sâu. Đâu em chùi sạch lắm rồi anh ơi. Really? Ok. Anh chùi nữa. Rất là kỹ đúng không ạ? Ví dụ những cái loại trái cây khác mà em cũng chùi như vậy sao? Ví dụ trái táo chẳng hạn. Em hay chùi trái sầu riêng á anh. Trái mít đỏ. Cái đó là chạy phải chắc là dùng bàn chải cước á đúng không? Cái bàn chải mà. Dạ cho sạch vậy nè. Tại vì á nó hay bị đóng mấy cái bụi lớp vỏ. Này là em cho anh hay em ăn? Em cho anh đó. Rồi cảm ơn. Ngon quá à. Đặc biệt là từ cái bàn tay á. Cái bàn tay nó tỏa ra cái năng lượng thơm thơm rồi cái nó vô trái nho. Không có nhiều. Nó bổ mà nó không nguy hại đến tính mạng người khác. Dạ, 50.000 một trái. Nho. 50.000. Nho mẫu đơn. Nho mẫu đơn đúng không? Đúng rồi anh. Một chùm mấy trăm ngàn. Mà Du nãy giờ cứ mời hoài. Nhưng mà vốn là 10.000 tiền công em chùi là 40.000, vậy chi là 50.000 một trái. Nãy giờ anh ăn của em 15 trái rồi. Hả? Nãy giờ anh ăn 4 trái hả? 15 trái rồi. Thôi. Trước lúc mọi người đến quay là anh ăn một mớ rồi. Hả? Chết rồi, ăn có nhiều thôi đó. Kế bên luật là Miyu là đội trưởng của đội 2.000. Đúng rồi, đội 2.000. Đội 2.000. 10 ít và còn rất là cô đơn. Chưa một lần yêu ai. Nói chung là đã rất lâu rồi không có một bờ vai để dựa dẫm, để đưa đi rước về. Hôm nay tự lái xe đi, người ta đậu xe tầm bậy, bị người ta gọi điện, người ta kêu là phải chạy xe đi chỗ khác, rồi phải đang quay phải đưa chìa khóa xe cho người ta chạy giùm. Đi đâu cũng một thân một mình hết, tội nghiệp lắm. Do là Miyu kén chọn quá hay sao không biết nữa. Mẫu người đàn ông của em là gì Du? Chứ anh đi quay với em bao lâu rồi, anh nghĩ của anh đoán được coi là mẫu người đàn ông của em là như thế nào. Đây là có nhiều ít là nhiều thế này. Anh nghĩ là mẫu người đàn ông của em là khoảng 9 ít. Trẻ trung rồi vui vẻ đồ này nọ. Trời ơi. Sao không cần, Du không cần điều kiện nha mọi người. Miyu không cần điều kiện bởi vì Miyu rất giàu. Miyu phải có 4-5 căn nhà rồi. Đăng Facebook chỉ để bán nhà thôi đó mọi người à. Dành cả thanh xuân chỉ để ra bán nhà thôi. Trời ơi, em cảm động quá. Tại vì người anh của em là rất là biết, rất là rõ gu của em. Mọi người ai mà nhìn em cũng nói là sẽ biết gu của em là chuẩn chạc, là trưởng thành, là thành đạt hết chứ. Ngay cả cái chị quay hậu trường chị cũng nghĩ vậy nè. Đúng không chị? Thiệt luôn. Vui. Anh nghĩ là anh Huy. Anh Huy nào vậy anh? Anh Huy mà làm cái gì nhanh như chớp á. À, Trần Anh Huy á hả? Trần Anh Huy. Vậy là anh đánh giá gu em là vậy hả? Không phải là đánh giá, anh nghĩ thôi. Dạ, rồi. Thôi nói chung là gu em như thế nào thì sẽ hạ hồi phân giải. Em sẽ có một cái chương trình riêng để lý giải về cái gu của em. Sắp tới các bạn sẽ đón xem chương trình là Gu Miyu nha mọi người. Được chiếu trên kênh Miyu Official, đó là Gu Miyu.
Bây giờ người ta tuyển bạn trai là tuyển qua các kênh, các mạng xã hội là xưa rồi. Bây giờ mình làm hẳn một chương trình để mà đi tìm người yêu của Miju luôn. Mọi người ơi, mọi người mà có hồ sơ đăng ký, có hình chụp toàn thân nha mọi người, chụp toàn thân rồi số đo các dòng rồi điều kiện rồi mặt mộc, không chụp áp nha, gửi tất cả hồ sơ qua bên cho kênh Miju Official nha mọi người.